Vâng, thưa quý bà con, Minh Toàn đang lưu thông từ bên phía Hòn Gai về bãi cháy Hạ Long, Quảng Ninh. Và như quý bà con, cô bác đang nhìn thấy trước mặt chúng ta là cái vòng xoay mặt trời. Vòng xoay mặt trời. Vòng xoay mặt trời này thì sẽ đưa chúng ta đi cáp treo. Chúng ta đi cáp treo từ bên bãi cháy sang bên Hòn Gai. Và từ bên Hòn Gai ngược là về bên bãi cháy, qua cái cáp treo là gọi là cáp treo Nữ Hoàng. Trước mặt của chúng ta cái cầu mà có nhiều dê văng đấy thì đấy gọi là cầu bãi cháy. Đây, chúng ta bắt đầu lên cầu bãi cháy. Đây là chúng ta đang lưu thông trên cầu bãi cháy, và phía bên tay phải của chúng ta đây, mến thưa quý bà con cô bác, là những chiếc tàu, chiếc thuyền chở du khách đi du lịch là một, thứ hai nữa là những chiếc thuyền khai thác cát. Và trước mặt chúng ta cái khu mà có nhiều cần cầu vàng vàng kia, đấy là cái cảng Cái Lân. Đấy, cảng Cái Lân trước mặt chúng ta đấy. Cầu bãi cháy này là một trong những cái cầu mà dài nhất ở Quảng Ninh nha quý bà con ạ. So với trên đất nước Việt Nam chúng ta thì cái cầu này nó cũng chưa phải là dài, nhưng mà so với Quảng Ninh, ở tại Quảng Ninh thì cái cầu này là cái cầu mà rất là dài, dài nhất nhì ở Quảng Ninh rồi. Đây, chúng ta nhìn thấy biển này, nếu mà chúng ta đi Hà Nội là 151 km. Đấy, khu du lịch bãi cháy là chúng ta rẽ phải, đây là chúng ta đi 2 km nữa. Đây là chúng ta đến Hạ Long Bay đấy, là 2 km. Hôm trước Minh Toàn quay video cũng đoạn đường này thì có người khán giả hỏi là Minh Toàn là cái khu vàng vàng này, đấy, khu mà nhiều cần cầu đấy là khu gì, khu nào. Thì mến thưa quý bà con cô bác, đấy là cái cảng Cái Lân. Đây, trước mặt chúng ta là cái cảng Cái Lân đấy. Thank you.
Nếu mà bắt đầu từ chúng ta đi từ đây mà chúng ta về Uông Bí Quảng Ninh là nó rơi tầm khoảng 33 km nữa quý bà con. Và ở đây thì đang làm đường, tuyến đường này làm đang rất là rộng. Quý bà con của bác thấy là đang làm đường. Đi qua cái khu làm đường này thì mùi nhựa đường nó bốc lên hăng lắm quý bà con, cay mắt lắm. Nên thưa quý bà con, chúng ta sắp lưu thông đến cái đoạn đường mà giới thanh niên hay gọi là cái phố đèn xanh đèn đỏ, phố đèn đỏ, khu giải trí mà dành cho các anh chàng hay đến đây. Và hôm nay chúng ta lại lưu thông trên một đoạn đường đấy. Tuy là một đoạn đường ngắn thôi, mấy trăm mét thôi, nhưng mà cũng có đến hàng chục quán mọc ra. Và về ban ngày thì không biết là khu này hoạt động như thế nào. Để biết ban ngày nó hoạt động như thế nào thì xin mời quý bà con của bác chúng ta cùng với Minh Toàn chúng ta ngắm qua khu này nhá, về ban ngày nhá. Đây, như mến thưa quý bà con của bác, một số cái điểm như cà phê. Đấy, biển cà phê mà bây giờ cũng chưa bật đèn đỏ. Đấy, chưa bật cái đèn đỏ đèn mờ lên. Nhưng mà các cái biển mà cà phê này, hoặc là bia này, đây cà phê này. Đấy, các cái bên kia thì nó nhiều hơn man bên này, nó chủ yếu nằm ở man ở phía bên kia đường đấy chứ bà con của bác ạ. Đây là đoạn này thì đang còn ít đâu quý bà con. Đây, nhất là cái khu này mới là nhiều. Đấy, khu phía bên kia đường của chúng ta. Nhưng mà về ban ngày, đấy, như cái quán ăn đêm này, bia hơi, giải khát, chè đá này. Trông nó lụt sụp thế thôi nhưng mà
thực sự thì cũng rất là trông thì rất là lụp sụp, một số quán rất là lụp sụp quý bà con ạ. Nhưng mà ban đêm thì nhiều thanh niên đến đây lắm, ví dụ như quán này này, gội đầu đằng trước mặt chúng ta này. Bia nhớ này, nhớ bia này. Đấy. Và không biết là cái quán này thì như thế nào. Đây, đây là một số em ở trong là ở trong quán đây ra hay sao. Và về ban ngày thì thực sự là không không có gì về cái khu phố này lắm, nhưng mà buổi tối thì rất là sầm uất luôn. Này về phố đèn đèn đỏ ở Bãi Cháy Hạ Long thì không có gì để chúng ta xem cả quý bà con ạ. Thật là thất vọng khi mà chúng ta nếu mà đi ban ngày, đi buổi tối thì còn nhiều các em chân dài còn đón tiếp. Chứ ban ngày thì thực sự là không có gì nổi bật lắm.